xuân này anh sẽ cưới em, bỏ thời gian cách xa đời chờ, đường xa nhà mang tim phao bụi theo kiều hoa có đôi phù dễ, còn trong đời bạn bè dăm bên và ngoài xa đã xa biệt rồi đâu còn. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ quan xa chắc không được mời, trời đây đó bốn phương đưa đầu non đứa bên vườn suối, nhờ mấy trời rồi mình đưa tin rằng mùa xuân đã lên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa xa, tình dân muốn ngàn em lo gì người ta, mùa thu sẽ chết xuân này ta sẽ có nhau, nhớ ngày vui áo em màu vàng, màu anh hùng tô thắm sẵn già, hay màu yêu ngát trên đồng lúa, màu huy hoàng diệu dàng quê hương vào đầu xuân chữa chan truyền tình đôi mình. Xuân này anh sẽ cưới em, bỏ thời gian cách xa đời chờ, đường xa nhà vang tiếng pháo vui theo kiều hoa có đôi phù dễ, còn trong đời bạn bè dăm bên và ngoài ra đã xa biệt rồi đâu còn. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ quan xa chắc không được mời, đường chim trời đây đó bốn phương đầu non đứa bên vườn suối, nhớ mấy trời rồi mình đưa tin rằng mùa xuân đã lên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa xa, tình dâng ngút ngàn em lo gì người ta, mùa thu sẽ chết mùa đông rồi qua mau, mùa xuân này ta sẽ có nhau, nhớ ngày vui áo em màu vàng, màu anh hùng tô thắm sẵn già, hay màu yêu ngát trên đồng lúa, màu huy hoàng diệu dàng quê hương vào đầu xuân chữa chan truyền tình đôi mình, màu huy hoàng diệu dàng quê hương vào đầu xuân chữa chan truyền tình. We'll be right back.
Và biết bao nhiêu nhà văn nhà thơ từ cổ tới kim đã tốn không biết bao nhiêu là duyên mệnh. Thưa quý vị và các bạn, thưa chồng bà thưa mẹ, vâng, nhà thơ Đức Diệu đã từng có bài thơ nói rằng
đâu ai định nghĩa từ tình yêu có nghĩa gì đâu. Một buổi chiều lỡ giữa một ta bằng lỡ nhạt, bằng bên nhẹ nhẹ gió hiu hiu. Cứ thứ gì trải qua tháng mỗi con người chúng ta ai ai quay tìm cho mình một nửa của cuộc đời mình. Và hai chúng tôi hôm nay cũng thế, họ chính thức nhận ra rằng họ chính là một nửa của cuộc đời nhau và không có gì có thể tách rời khỏi xa được nữa. Và tình yêu của hai chúng tôi dường như được tạo hóa, an bài và sắp xếp. Và như dân gian chúng ta thường có câu, đó chính là ông thơ bà nguyệt kết nối xe duyên cho tình yêu của hai chúng tôi ngày càng đồng thắm hơn. Vâng, thưa quý vị và các bạn trân trọng và quý mến, và thật đây tình yêu gì mà như nước sáng soi rất được hai bạn về chung một nhà, yêu nhau chẳng quản đường xa và xa xôi cách trở ta càng yêu nhau. Bây giờ thì sầu mới hoài to, lá sầu nhau với cau xanh thế nào. Và trân trọng thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng nhau mời nước mời thuốc mời sầu bạn thuốc quản tình. Trân trọng kính mời một bên điều đại diện hồng trai có lời phát biểu trước công trường. Trân trọng và kính mời. Kính thưa các cụ, kính thưa các bậc cô dì chú bác đại diện cho hai bên gia đình, trước hết thay mặt cho phái đoàn thánh lễ và nhà trai chúng tôi buổi chiều ngày hôm nay, xin gửi lời cảm ơn tới họ nhà gái chúng ta đã dành cho họ nhà trai chúng tôi những tình cảm ân tình, sự đón tiếp trọng thị, văn minh, lịch sự. Kính thưa các cụ, kính thưa hội hôn, tôi cũng xin tự giới thiệu nhân sự của phái đoàn thánh lễ họ nhà trai chúng tôi buổi chiều ngày hôm nay. Tôi là bác ruột của cháu làm trưởng đoàn ngày hôm nay. Tiếp theo là bố của cháu, và đây là bác và chú của cháu Phong, và toàn thể các bậc cô dì chú bác, bạn bè nam nữ thanh niên của cháu tham gia phái đoàn thánh lễ buổi chiều ngày hôm nay. Kính thưa các bậc cao niên, kính thưa các cụ, các bà, các bậc cô dì chú bác đại diện cho hai bên gia đình, qua một thời gian dài tìm hiểu của hai cháu, lại được sự tác hợp của hai bên gia đình chúng ta, được sự cho phép của chính quyền địa phương, ngày hôm nay hai cháu đã chính thức tiến tới hôn nhân và lên vợ thành chồng. Thể theo cái tập tục ngàn xưa của tổ tiên chúng ta, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ngày hôm nay phái đoàn họ nhà trai chúng tôi sắm sửa lễ nghi tới tư dinh họ gái chúng ta, kính lễ lên bàn thờ tổ tiên, kính cáo các bậc tổ tiên, các bậc gia tiên tiền tử và các bậc tiền nhân để báo cáo về hôn lễ của các cháu đến thời điểm đã thành công rực rỡ. Và xin phép tổ tiên cho phép cháu Phong được làm con cháu tổ đường và con cháu của họ nhà nữ chúng ta kể từ giờ này. Kính thưa các cụ, kính thưa toàn thể hội hôn, buổi thánh lễ buổi chiều ngày hôm nay, phái đoàn họ nhà trai chúng tôi sắm sửa lễ nghi tới đây gồm lễ rất thánh lễ buổi chiều ngày hôm nay. Đây là các thứ mà theo là cái tập tục của tổ tiên và sự thống nhất của hai gia đình, là gia đình họ nhà trai chúng tôi đã sắm sửa nghi lễ tới tư gia họ gái. Xin trân trọng kính mời một vị đại diện cho họ nhà gái chúng ta lên chấp thuận lễ nghi và cho phép các cháu thực hiện các nghi lễ kính cáo tổ tiên. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho quan viên hai họ, kính thưa các cô các bà và bạn bè của các cháu, hôm nay họ nhà gái chúng tôi rất là vui hạnh được tiếp đón và được đoàn đại biểu họ nhà gái họ nhà trai đã đem lễ vật để kính tế tổ. Chúng tôi xin được tiếp nhận và cảm ơn họ nhà trai đã thực hành nghi thức. Xin cảm ơn.
Kính thưa hội hôn, theo cái sự thống nhất của hai bên gia đình và hai họ thì toàn thể cái nghi lễ mà đi cái lễ ăn hỏi của các cháu là hai gia đình chúng ta đã thống nhất làm gọn nhẹ gồm lễ nghi và ngân lễ. Hôm nay gia đình chúng tôi cũng đã chuẩn bị để tới tư gia để chuyển cái lễ này tới gia đình họ gái để làm cái lễ khuyến cáo gia tiên. Xin kính mời một vị đại diện cho họ nhà gái tiếp nhận lễ nghi. Xin trân trọng kính mời. Thay mặt cho họ nhà gái, ta xin tiếp nhận lễ và cảm ơn họ nhà trai đã tiến lễ. Hạnh phúc của các cháu thì bỏ tin gọi một chút này làm ghi. Xin trân trọng kính mời ông chấp thuận lễ nghi và cho phép họ nhà trai chúng tôi sẽ được tổ chức đón cháu đúng theo giờ đã được ấn định. Xin cảm ơn. Thay mặt cho họ nhà gái, chúng tôi xin chấp thuận lễ nghi như ông vừa nói và ngày mai họ nhà gái chúng tôi sẽ để đưa cháu về làm dâu họ nhà chúng ta. Báo với các cụ, báo cáo với hai họ là ngày mai. Đời loan phủ.
cũng hòa mình. Cũng là giờ đẹp nhất mà ban tổ chức tôi sẽ đi vào với chương trình ca nhạc của những bạn trẻ Thế Phong và cô dâu Hải Yến trong buổi tối hôm nay. Đầu tiên đi vào chương trình ca nhạc trong buổi tối nay là đầu tiên cho phép gì mạnh thay lời cho ban nhạc. Xin gửi tới toàn thể các quý vị, anh chị và các bạn chúng ta đã có mặt tại hội trường dưới của gia đình và là cha chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Một lời kính chúc sức khỏe, lời chào chân trọng. Và kính thưa đến toàn thể các quý vị, năm 2013, năm 2012 đó là năm Nhâm Thìn đã sắp trôi qua trong lòng mỗi con người chúng ta, để lại cho chúng ta những cái cảm xúc, những cái tình cảm sâu sắc nhất trong năm 2012. Và chúng ta chuẩn bị đón một năm mới, đó là năm 2013. Năm mới quý vị, và giờ này thay lời cho ban nhạc Di Mạnh xin được gửi tới quý vị, toàn thể các bạn anh chị và các bạn chúng ta có mặt tại hội trường dưới của gia đình Hoài Trai, đón một cái năm mới, năm 2013 an khang, thịnh vượng, phát tài và phát lộc. Và kính thưa đến toàn thể các quý vị, đôi bạn trẻ Thế Phong cũng như là cô dâu Hải Yến đã trải qua những ngày tháng tìm hiểu, những đêm trăng tròn và trăng khuyết, và nhất là hình ảnh ông trăng cây đa bến nước đỏ, dòng sông thơ mộng đã cất lên ai chính tình yêu. Và đôi bạn trẻ của chúng ta đã tìm thấy nhau với một tình yêu trong sáng và lòng lạnh nhất, một người phúc trăm năm nên như vợ thành chồng. Và nếu em là mây thì anh xin là gió, nếu em là ngọn cỏ thì anh xin là giọt sương, sương tắm mắt cho cây trưởng thành vươn tới. Kính thưa toàn thể các quý vị, và giờ đây hội trường quý của gia đình Hòa Nhà Trai chúng tôi đang được long trọng mở rộng cửa, mở rộng ngõ để đón tiếp khách và mời khách trong buổi tối hôm nay. Và giờ đây ban tổ chức tôi xin được thay lời cho gia đình và nhất là chuyển mời cho tân nương Thế Phong, xin trân trọng thông báo chuyển mời đến tất cả các quý vị đại biểu khách quý, cũng được các cụ, các bà, cô dì chú bác, bạn bè, thanh niên nữ đoàn của tân nương trong buổi tối hôm nay. Ta đã nhận được mời danh thiếp của gia đình cũng như là của chú rể Thế Phong, thì hãy khẩn trương nữa với cái thời gian vàng ngọc cũng như công việc riêng tư của mình để trở về hội trường dưới của gia đình Hòa Đàn Trai chúng tôi trong buổi tối hôm nay, uống chung với gia đình Hòa Đàn Trai chúng tôi chén nước chè xanh cho thắm tình hạnh phúc, uống chung với gia đình Hòa Đàn Trai chúng tôi điếu thuốc lá thơm cho được nghĩa tương lai. Và nhất cùng đăng ký về ban tổ chức tôi với những liên thiện ca liên thiện khúc hay nhất của mình để chúc mừng cho gia đình và để chúc mừng cho đôi bạn trẻ trong chương trình ca nhạc buổi tối hôm nay. Vâng, thật đúng là có già có trẻ thì mới niên xuân, mà có gái có trai có gái thì niềm vui mới được tròn vẹn. Đó là lời đề nghị trong chương trình ca nhạc live show tình yêu của đôi bạn trẻ trong buổi tối hôm nay. Và để mở đầu cho chương trình văn nghệ, chúc mừng cho đôi tiên vàng và nữ trong buổi tối hôm nay, xin mời quý vị anh chị và các bạn chúng ta hãy cùng nâng cốc uống trà, chăm mừng những thuốc để mà chúc duyên và đến với giọng ca của làm ca sĩ Quang Đạt đến từ quê hương yêu dấu chúng ta trong buổi tối nay. Xin trân trọng và kính mời làm ca sĩ Quang Đạt anh trả lời sân khấu cho buổi tối nay để mang những lời ca hát cho mình. Chúc mừng cho đôi bạn trẻ trong chương trình ca nhạc buổi tối ngày nay. Lần đầu tiên trên các thành đạt xin gửi tới toàn thể quý vị chị và các bạn đang hiện diện tại hội trường cười của gia đình Hòa Đàn Trai trong buổi tối nay.
và để chúc sức khỏe, và để chào thân thương nhất và để mừng phúc cho đôi bạn trẻ Thế Phong và Hải Yến. Cho phép ban thầy đã chỉnh tới quý vị chỉ và lòng một tác phẩm được mang tên Giấc Mơ Chạm Đi. Sĩ Quân Đạt đã thay lời cho ban nhạc Sông Quê chúng tôi đã gửi tặng toàn thể quý vị, anh chị và các bạn chúng ta với một nhạc phẩm Giấc Mơ Chạm Đi. Một tràng vỗ tay của quý vị dành cho nam ca sĩ Quân Đạt. Và kính thưa đến toàn thể quý vị, vâng thật đúng là trai yêu văn nghệ cho vui, mà gái yêu văn nghệ cho trời đào hoa. Sống không thấy hát lời ca, khắp đào trái đất lánh xa mặt trời. Giờ phút này ban tổ chức tôi xin được trân trọng và kính mời toàn thể quý vị, anh chị và các bạn chúng ta hãy nhanh chân lên nữa, dạo chân lên nữa trở về với trực quý của gia đình và cha chúng tôi trong buổi tối hôm nay để cùng mời chầu, mời nước, mời thuốc và nước cùng đăng ký về ban tổ chức tôi với những ca khúc hay nhất của mình để chúc mừng cho đôi song thân trong buổi tối ngày hôm nay và để tiếp tục cho chương trình văn nghệ trong buổi tối hôm nay. Xin được trân trọng và kính mời toàn thể quý vị, anh chị và các bạn chúng ta hãy cùng nhau mời chầu, mời nước, mời thuốc và đưa mắt lên sân khấu để lắng nghe làm ca sĩ Tấn Lan. Giờ đây, xin được trân trọng và kính mời làm ca sĩ Tấn Lan xin hướng dẫn chúng ta trong buổi tối nay. Và để tiếp theo chương trình được hạnh phúc cho hai em của buổi tối hôm nay, tôi đang xin gửi tới cả tổ hôn một hạnh phúc từ Duyên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ơi, anh xây nhà yêu bên em, anh xây nhà yêu bên em. Đến đây tuần thì có cái gì anh chị và các bạn chúng ta cái gì vừa là thưởng thức là giọng ca của nam ca sĩ Xuân Nam với những giai điệu tình yêu hay nhất của mình để chúc mừng cho đôi bạn trẻ cũng như gia đình trong buổi tối hôm nay. Gia đình chúng tôi không biết nói gì hơn, thay lời ban tổ chức xin chân thành và cảm ơn nam ca sĩ Xuân Nam trong buổi tối hôm nay và xin chúc cho nam ca sĩ Xuân Nam sẽ mãi phát triển trên con đường âm nhạc của mình. Và kính thưa toàn thể có cái gì chương trình ca nhạc trong buổi tối nay còn rất rất là nhiều, rất mong toàn thể các quý ông quý bà chúng ta có những cái lời thơ, lời tâm sự nào hãy khẩn trương hơn nữa gửi phần đăng ký về ban tổ chức tôi trong buổi tối nay để tiếp tục đi vào chương trình ca nhạc trong buổi tối nay. Xin được trân trọng và kính mời toàn thể quý vị anh chị và các bạn chúng ta hãy cùng nhau mời chầu, mời nước, mời thuốc và đến với giọng ca của Lam Thanh Ca Ngọc Đai cũng là trong thành viên trong ban nhạc chúng tôi trong 730 phút của đôi bạn trẻ cũng có lời ca tiếng hát để chúc mừng cho gia đình, cũng chúc mừng cho đôi bạn trẻ trong buổi tối hôm nay. Xin được trân trọng và kính mời Lam ca sĩ Ngọc Đai. Để chào về bầu trời cũng như thời gian nghe nhạc trong buổi tối hôm nay, tôi lại xin gửi tới quý anh quý chị và các bạn bài hát Chính Bảo Tạo Tình Yêu. Chúng ta còn là khắp các trận đường yêu thương quê hương của tổ quốc của dấu hay cần chưa hơn nữa trở về trung tâm phật quý của gia đình hòa đồng cha chúng tôi trong buổi tối nay cùng mời chầu mời nước mời thuốc và tiếp tục được người dân đăng ký về ban tổ chức tôi với cái chương trình ca nhạc để chúc mừng cho gia đình cũng như chúc mừng cho đôi bạn trẻ trong chương trình ca nhạc buổi tối nay và tiếp tục trở lại chương trình văn nghệ trong buổi tối nay với thật đúng là có già có trẻ thì mới được chơi mà có trai có gái thì đều vui mới được chơi bên. Và tiếp theo đây toàn thể quý vị anh chị và các bạn chúng ta hãy cùng nhau mời chầu mời nước mời thuốc và đến với giọng ca của nữ ca sĩ Hoài Thu. Giờ phút này xin được kính mời anh chị và các bạn chúng ta đưa vào tay giọng ca và đến với nước của nữ ca sĩ Hoài Thu. Đừng vắng tôi, đừng buồn mình.
xin được chân thành và cảm ơn nữ ca sĩ Hoài Thu trong buổi tối hôm nay. Và kính thưa đến đây toàn thể có cái gì sông cầu thì nước chảy nơi thơ, mà để cho cô thương cô nhớ cô chờ cô mong, mà trời này thì trồng thính trồng thình ăn vào cho đỏ môi mình đôi ta. Để thay đổi cho cái không khí ca nhạc cho buổi tối hôm nay, xin mạnh thay đổi cho ban nhạc, xin gửi tới toàn thể quốc quý vị anh chị và các bạn chúng ta với một đàn đàn giai điệu quan họ Bắc Linh ca khúc Mời Chờ. Và quý vị anh chị và các bạn chúng ta, vâng, vì hôm nay xin mạnh có hơi đau họng một chút, nếu mà xin mạnh thể hiện ca khúc này không thành công thì rất mong quý vị anh chị và các bạn chúng ta mời một tay cho xin mạnh thể hiện ca khúc này thành công nhé. Chào quý vị, xin được cảm ơn rất nhiều. Dưới mệnh xin được đối với toàn thể quý vị anh chị và các bạn chúng ta với một nhạc phẩm nữ được mang tựa đề Em Yêu Anh Như Yêu Câu Ví Dặm, xin mời quý vị cùng thưởng thức và lắng nghe. Tình yêu em xa xìa chiều hương đã trải dài dài sau I'm not afraid.
hát cho biển đồng vào ao, và hát cho trái đất là vào nữ kim, hát cho bong bóng phải chìm, gỗ nim phải nổi thì mình tìm đến nhau. Giờ phút này xin được trân trọng thổ kính mời toàn thể quốc kỳ vị anh chị và các bạn chúng ta hãy tiếp tục mời nước, mời thuốc, mời trầu và những người phần đăng ký về ban tổ chúng tôi với những cái ca khúc hay nhất của mình để chúc mừng cho đôi tiên vàng ngọc nữ trong buổi tối hôm nay. Mừng hạnh phúc cho hai bạn Thế Phong và Hải Yến. Thì lời đầu thì xin cũng chúc mừng hạnh phúc hai bạn và muốn có một lời có một bài hát để chúc mừng hạnh phúc hai bạn. Thì để làm mà khuấy động là hội trường thì xin hát bài Nửa Vầng Trăng. Rất quen thuộc về quê.
Hồng còn chi nguyện vơi vơi, xuân sao cho đời.
Chị Hồng
say vui hát ca một ngày đẹp trời cùng bên nhau. Ha 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 ha. Hôm nay em vui như lá hoa, xuân sao trong nắng mai. Một ngày ngọt ngào dành cho anh. Ha 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 ha. Ôi tình yêu cho anh một thiên đường. Ôi tình yêu đưa anh vào hạnh phúc. Em và anh yêu thương và hy vọng. Yêu nồng say bên nhau tình yêu ngất ngây. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh. Bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi. Yêu thương trọn muôn đời. Ha 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 ha. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh. Bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi. Yêu thương trọn muôn đời. Nhạc dập dình nhạc vui quá vui,
tiệc cưới mừng viên hương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu, bên nhau như cau với trầu. Ngày khăn đông đội tóc, ngày đôi cuốc mọc mới chiếc áo dài, cài nhiều hoa đẹp như mơ.
chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kiếp đời. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Nhìn chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Thay mặt cho phái đoàn đón dâu nhà trai buổi chiều ngày hôm nay, xin phát biểu đôi lời. Kính thưa các cụ, kính thưa toàn thể hội hôn, buổi chiều ngày hôm nay phái đoàn nhà trai chúng tôi xin được tới tư dinh của họ gái để xin đón cháu về hôn phòng tổ chức hôn lễ cho hai cháu. Nhân dịp đầu xuân mới 2013, xin gửi tới các bậc cao niên, gửi tới các cụ, các ông, các bà, các bậc cô dì, chú bác và toàn thể các quý vị đại diện cho hai họ lời chúc phúc tốt nhất. Kính chúc các quý vị sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính thưa các cụ, kính thưa hội hôn, ngày hôm nay hai cháu đã chính thức nên vợ thành chồng. Cô dâu chú rể phải thầm cảm ơn ông Nguyệt xe Tây gặp em, anh bỗng say sưa đứng nhìn. Xuân trường chiều ấy nên duyên, ngày vui em bước lên đường vu quy. Xe hoa chuẩn bị rời quê, tạm biệt cha mẹ, con đi lấy chồng. Kính thưa các quý vị, thưa hội hôn kính mến, theo sự thống nhất và thỏa thuận giữa hai gia đình chúng tôi, thì tất cả các thủ tục nghi lễ kính cáo gia tiên hai gia đình đã cho phép các cháu tiến hành hoàn tất từ ngày hôm qua. Ngày hôm nay sẽ dành nhiều thời lượng để cho hai cháu làm những thủ tục cuối cùng, chụp ảnh lưu niệm và vui văn nghệ tiễn cô dâu về nhà chồng. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các quý vị, kính chúc hạnh phúc trăm năm của các cháu. Và có những lời phát biểu và vị đại biểu đại diện cho nhà trai, đó là trước tiên ông xin đặt cây dầu trên dâu với gia đình chúng ta trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay. Và không quên từ đây cảm ơn tới gia đình chúng ta đã tiếp đón đối với gia đình nhà trai rất nhiệt tình và lịch sự. Và đây trân trọng các quý vị và các bạn, chúng ta cùng nhau mời nước, mời thuốc, mời chầu. Và tổ chức trân trọng xin mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình chúng ta. Kính thưa các quý vị đại biểu, thay mặt cho họ nhà gái, tôi thân thành cảm ơn các quý vị đại biểu đã đến cái buổi tiệc và lễ vu quy của cháu Yến. Vâng, có người rất nhiều gặp nhiều đại diện cho gia đình nhà gái chúng ta. Vâng, trước tiên ông xin tiếp nhận cây dầu trên dâu còn là trai. Vâng, quên trở lại cảm ơn tất cả các cô, các bà, cô, chị, cảm ơn anh chị em. Xin mời một vị đại biểu đại diện nhà trai
đó là phát biểu của bà con năm nay. Chương trình trân trọng và tin mời. Kính thưa các cụ, kính thưa hội hôn, giờ lành đã điểm. Đến giờ này, phái đoàn nhà trai chúng tôi xin phép họ phái được đón cháu về hôn phòng để tổ chức hôn lễ cho các cháu. Xin trân trọng kính mời các cụ, các bậc cao niên, các bậc cô dì chú bác, toàn thể các bạn nam nữ thanh niên, bạn bè của cháu Yến và họ nhà gái chúng ta sẽ đồng hành cùng họ nhà trai chúng tôi đón cháu về hôn phòng để tổ chức hôn lễ cho các cháu. Xin trân trọng kính mời các quý vị. Em trôi vào ánh sáng hồng tươi những đèn hoa, với áo màu xanh ngát hồn ta, thuyền em trôi vào đêm vui. Ơi ơi, hò khoan ơi hò khoan, tiếng hát em vang cả dòng sông. Dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành suối mái trèo vơi. Bên thanh bình ta sống thành thơi. Làng quê ta đêm nay vui quá, giữ em về trên chiếc thuyền hoa. Chân mang giày, đầu che khăn này, đôi môi hồng miệng tươi tươi tắn. Chợ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bên mình nơi thuyền hoa ơi dừng đây. Ơi ơi hò khoan ơi hò khoan, mắt sáng em hơn cả vầng trăng. Rồi mai đây ta trở về buồn, chờ yêu thương về qua bên. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về chân sáng đời anh. Em trôi vào ánh sáng hồng tươi những đèn hoa, với áo màu xanh ngát hồn ta, thuyền em trôi vào đêm vui. Ơi ơi hò khoan ơi hò khoan, tiếng hát em vang cả dòng sông. Dòng sông xanh xanh lên tình người, em trôi về bên mới, bên yên lành suối mái trèo vơi. Bên thanh bình ta sống thành thơi. Làng quê ta đêm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa. Chân mang giày, đầu che khăn nệ, đôi môi hồng miệng tươi tươi tắn. Chợ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về
cho bên nghỉ ngơi tiền hoa ơi dừng đây. Quan mắt sáng em hơn cả vầng trăng. Rồi mai đây ta trở về nguồn, chờ yêu thương về qua bến xưa. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở. Có em về trăng sáng đời anh. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở. Dương Hải Yến trong buổi chiều ngày hôm nay. Ở giờ phút này, anh xin trân trọng và kính mời tôi phần tiếp tân và lễ tân của gia đình. Hãy giúp đỡ gia đình chúng tôi và nhất là đôi tân nhân và tân lang. Xin được mời khách quý vị anh chị và các bạn chúng ta có mặt tại hội trường cưới của gia đình và đẹp trai chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Và kính thưa đến toàn thể các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa đến tất cả các cô, các ông, các bà, cô dì chú bác, bạn bè, thanh niên nam nữ bạn của đôi tân lang và tân lang. Đó là cô dâu Hải Yến và chú rể Thế Phong kính mến. Vâng, một năm thì bắt đầu bằng mùa xuân, một cuộc đời con người thì bắt đầu bằng tuổi trẻ. Vâng, chính những tuổi trẻ hoài bão ước mơ của mình đã đưa cho chú rể Thế Phong bắt gặp cô dâu Hải Yến. Vâng, ngày qua ngày họ đi với nhau và nói với nhau bằng sự tâm đầu và ý hợp. Yêu em thì anh xin chọn ngày cưới để hôm nay anh đón em về cho thỏa nỗi nhớ mong. Ngày trong gai, ngày huyền diệu của đôi vợ trẻ bước vào ngày 1 tháng 2 năm 2013, tức là ngày 2 tháng 12 năm Nhâm Thìn. Và ngày này là cũng ngày lành tháng tốt, ngày thiên thời địa lợi nhân hòa. Đôi bên gia đình cũng như chính quyền hai địa phương có chọn ngày này là ngày đẹp nhất để tổ chức lễ thành hôn cho đôi vợ trẻ Thế Phong và cô dâu Hải Yến trong buổi chiều ngày hôm nay. Và chỉ còn ít phút thời gian nữa thôi, toàn thể các quý vị, anh chị và các bạn chúng ta sẽ được chứng kiến giây phút huyền diệu và thiêng liêng nhất của đôi vợ trẻ trong buổi chiều ngày hôm nay. Và kính thưa đến toàn thể quý vị, trước khi đi vào chương trình lễ thành hôn của đôi vợ trẻ Thế Phong và cô dâu Hải Yến trong buổi chiều ngày hôm nay, lời đầu tiên cho phép Di Mạnh thay lời cho ban nhạc sông quê xin gửi tới toàn thể các quý vị, anh chị và các bạn chúng ta đã có mặt tại hội trường cưới của gia đình Hòa Đại Trang chúng tôi để cùng chung vui với đôi bên gia đình trong chương trình lễ thành hôn của đôi bên trẻ Thế Phong và cô dâu Hải Yến trong buổi chiều hôm nay. Một lời kính chúc sức khỏe, lời chào chân trời nhất.
xin được cảm ơn những tràng vỗ tay rộn rã của quý vị, những nụ cười ngọt ngào của quý vị đã dành cho đôi bên gia đình trong buổi chiều ngày hôm nay. Và kính thưa đến toàn thể các quý vị, bồ câu thì nay đã tung cánh đẹp đôi, mà cùng nhau bay giữa bầu trời tự do. Khen ai khéo kết đôi chim thế, chắp cánh cùng nhau giữa bầu trời xanh. Mà trời xanh thì là của hòa bình, trời xanh là của chúng mình cưới nhau. Và hình ảnh đẹp đẽ nhất mà ban tổ chức tôi xin giới thiệu tới toàn thể quý ông hơn chúng ta, đó là hình ảnh cô dâu chia sẻ được trong màu áo cưới. Bình đường kính chào hồi hôn trong màu áo cưới hôm nay, một tràng pháo tay ngập tràn quý vị. Xin được trân trọng và kính mời toàn thể các quý vị anh chị và các bạn chúng ta hãy cùng nhau mời chờ, mời nước, mời thuốc và cùng đưa mắt lên sân khấu để chứng kiến giây phút vượt cao và hiện diện của đất nước trẻ khi chú rể thứ không trao danh cho con dâu Hải Yến cho tuổi chiều ngày hôm nay. 3, 2, 1, chia tay kỷ niệm. Xin được cảm ơn những thằng ngón tay giòn giã cũng như nụ cười ngọt ngào nhất của quý vị đã dành cho đôi tân đương và tân đang, đó là chú rể Thế Phong và cô dâu Hải Yến trong buổi chiều ngày nay. Ban là tổ chức tôi không biết nói gì hơn, xin được chân thành và cảm ơn quý vị rất nhiều. Và kính thưa đến với toàn thể của quý vị, hoa đến thì ấp hoa phải lở, một nụ đến thì ấp nụ phải trổ bông, đò đẩy thì đò phải sang sông, trai gái yêu nhau thì nên yêu vợ thành chồng. Vâng, tục ngữ con người Việt Nam có nói, chung thương nhau thì chấp cánh xây tổ, mà trai gái yêu nhau thì vun đắp sầu câu. Rồi nhờ ông Tơ, bà Nguyệt, xuyên sợi chỉ hồng, duyên của đôi vợ trẻ Thế Phong cũng như cô dâu Hải Yến có được những buổi chiều ngày hôm nay thì cũng trải qua những thăng trầm của những đêm trăng tròn và trong khuyết. Và yêu nhau thì anh xin chọn ngày cưới để hôm nay anh đón em về cho thỏa nỗi nhớ mong. Và kính thưa đến nơi toàn thể của quý vị, cuộc vui nào thì cũng có lời ca và tiếng hát. Và trong ngày lễ thành hôn của đôi vợ trẻ Thế Phong và cô dâu Hải Yến trong buổi chiều ngày hôm nay, đôi bên gia đình quý như cô dâu và chú rể có tác hợp với ban tổ chức tôi cũng xin được long trọng tổ chức lễ thành hôn cho đôi vợ trẻ cũng như chương trình ca nhạc để chúc mừng cho gia đình, cũng như chúc mừng cho đôi vợ trẻ trong buổi chiều ngày hôm nay. Và trước khi đi vào chương trình ca nhạc hôm nay thì cho phép xin mạch thay lời cho ban nhạc cũng xin được giới thiệu những vị khách quý đã có mặt tại hôn trường cưới của gia đình Hòa Thể Trai chúng ta để cùng chúc mừng hai đôi vợ trẻ trong buổi lễ thành hôn hôm nay. Và dù hôm nay thì có các vị đại biểu đại diện cho nơi chú rể đã công tác đã có mặt tại hôn trường cưới của gia đình Hòa Thể Trai để chúc mừng cho hai bạn, một tràng pháo tay của các vị. Và thứ hai nữa thì cũng có các thầy cô giáo ở trường cấp 1 Trực Định nơi cô dâu công tác cũng có mặt tại hôn trường cưới của gia đình Hòa Thể Trai chúng ta trong buổi chiều hôm nay để chúc mừng cho hai bạn, xin một tràng pháo tay nữa của các vị ạ. Và trong đó còn là tất cả các quý vị đại biểu khách quý cũng như các cụ, các bà, các bậc cô dì, chú bác, bạn bè, thanh niên đang đứng gần xa, bạn của cô dâu và chú rể trong buổi chiều hôm nay đã mất cái thời gian vào ngọc đã trở về hôn trường cưới của gia đình Hòa Thể Trai chúng tôi để chúc mừng cho đôi vợ trẻ trong chương trình buổi lễ thành hôn nay. Và không để các quý vị anh chị và các bạn chúng ta phải chờ đợi lâu, ban đầu tổ chức tôi sẽ đi vào các chương trình ca nhạc để chúc mừng cho gia đình cũng như chúc mừng cho đôi vợ trẻ trong buổi chiều hôm nay. Và để bắt đầu cho chương trình văn nghệ chúc mừng cho đôi song thân, ban tổ chức tôi xin được trân trọng và kính mời quý vị anh chị và các bạn chúng ta hãy cùng nhau mời chờ, mời nước, mời thuốc và đến với giọng ca của nam ca sĩ Tuấn Nam đến từ quê hương yêu dấu chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Tuấn Nam xin gửi tới hồi hôm một ca khúc Tơ Duyên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ban đã tổ chức tôi xin được thay lời cho cô dâu và chú rể xin được chân thành và cảm ơn làm ca sĩ Việt Nam đã có những giai điệu hay nhất của mình để chúc mừng cho đôi song thân trong buổi lễ thành hôn hôm nay. Và kính thưa đến toàn thể các quý vị, ông thật đúng là có già có trẻ thì mới lên xuân, mà có trai có gái thì niềm vui mới được trọn vẹn. Và để tiếp tục chương trình văn nghệ cho buổi chiều hôm nay, xin được trân trọng và kính mời quý vị anh chị và các bạn chúng ta hãy cùng đưa mắt lên sân khấu để cùng lắng nghe nữ ca sĩ Hoài Thu. Giờ phút này xin được trả vỗ tay của quý vị để đưa những bước của nữ ca sĩ Hoài Thu lên sân khấu trong buổi chiều đây. Cũng để là kết nối chương trình văn nghệ chiều hôm nay và cũng là một hạnh phúc cho hai em, và gửi tới lời chúc sức khỏe tất cả đến các ông bà và cô chú, lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất ạ. Lời chân thành cũng là lời họ gái nhắn nhủ con trước lúc làm dâu, giữ đạo làm con phải viện tròn. Giờ phút này xin được trân trọng và kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái sẽ có lời phát biểu trong buổi chiều ngày hôm nay. Trân trọng và kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa toàn thể hội hôn, thay mặt cho nhà gái tôi xin gửi tới toàn thể các quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể hội là kính chúc sức khỏe. Xin cảm ơn họ nhà trai đã tạo kiện giúp đỡ để chúng tôi được đến dự và lễ thành hôn hôm nay của các cháu. Xin chúc hai cháu hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Và kính thưa đến toàn thể các quý vị, vừa rồi là lời phát biểu của vị đại biểu đại diện cho gia đình của đàn gái trong buổi chiều hôm nay. Tuy ngắn ngủi nhưng sao đủ tình đủ ý, vì từ đâu thì bến đá đầy thuyền để cho con thuyền được cập bến bờ hạnh phúc buổi chiều ngày hôm nay. Và không quên khuyên dặn các cháu mình rằng, các cháu ơi, các cháu thương nhau thì thương trọn cuộc đời, mà các cháu yêu nhau thì giữ trọn chữ đồng trong tim. Chồng cháu áo rách cháu thương, chồng người áo gấm sông gương mặc người. Vâng, vừa nghe đến đây thì cô dâu Hải Yến có chỉ nhẹ vào tay chú rể Thế Phong và bảo rằng: anh ơi, kim chỉ anh để đâu rồi, áo anh rách quá em thời vá cho. Và chú rể Thế Phong có thưa lại với cô dâu Hải Yến rằng: em ơi, người đâu thì ngại quá em ơi,
khi nào cô bác về rồi thì anh đưa cho. Còn tính anh khi ngủ, anh hay gáy khò khò. Khi nào anh ngủ mà gáy, đố quý vị biết thì sao ạ? Em cứ thò tay sang, véo tay cho anh một cái là anh dậy ngay cho bà. Vâng, đó là trẻ vui nhất trong buổi chiều đây. Một tràng tay đâu của quý vị. Xin chào tất cả các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay. Và kính thưa đến toàn thể các quý vị, trong cuộc vui của đứa bạn trẻ Thế Phong cũng như là cô dâu Hải Yến trong buổi chiều hôm nay, ngoài âm nhạc ra thì có những món quà của người thân, những người bạn muốn được gửi tặng cô dâu chú rể trong buổi chiều hôm nay. Giờ phút này xin là trân trọng và kính mời cô dâu chú rể ta hãy đứng lên để nhận quà trong ngày cưới hôm nay. Trân trọng và kính mời, xin là trân trọng và kính mời hội bạn học lớp 12 của chú rể cũng có món quà tặng cho hai bạn trong ngày cưới hôm nay. Xin trân trọng và kính mời. Và tiếp theo xin là trân trọng và kính mời chân trai của cô dâu cũng có món quà tặng cho hai chị trong ngày cưới hôm nay. Các em bên ngoại của cô dâu cũng có món quà tặng cho anh chị trong ngày cưới đây. Xin chân trọng và kính mời các em bên ngoại của cô dâu. Tiếp theo xin chân trọng và kính mời tập thể lớp 11B trung tâm giáo dục thường xuyên sân trường cũng có món quà tặng cho cô dâu chú rể trong ngày cưới hôm nay. Xin là trân trọng và kính mời hội đồng nghiệp vận tải Nam Định nơi chú rể công tác cũng có món quà tặng cho cô dâu chú rể trong ngày cưới hôm nay. Mời chú rể tập thể cô giáo ở trường Nam Định cũng có món quà tặng cho cô dâu chú rể trong ngày cưới hôm nay. Xin một tràng vỗ tay của quý vị dành cho đôi tân nương và đang trong buổi chiều hôm nay. Xin mời quý vị ta cùng lắng nghe cái câu hỏi mà các bạn trẻ chúng ta muốn gửi cô dâu chú rể trong ngày cưới hôm nay. Và tôi xin đọc những câu hỏi mà các bạn trẻ chúng ta muốn gửi gắm cô dâu chú rể trong buổi chiều hôm nay. Vâng, có con kiến và đầu cành đa, nếu phải cành cọc thì nêu ra nêu vào. Con kiến mà nếu phải cành đào, nếu phải cành cọc thì nêu vào nêu ra. Mà con kiến thì nêu phải cành si. Đố quý vị biết tối nay chú rể sẽ làm gì cô dâu? Một tràng vỗ tay của quý vị. Chú rể cô dâu rể sẽ xin chào ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, ban tổ chức tôi có đứng gần thấy cô dâu chú rể và cô dâu có kéo vào tay chú rể và bảo rằng: anh ơi, câu hỏi này khó quá, hãy để cho thời gian trả lời. Quý vị có đồng ý không ạ? Và kính thưa đến toàn thể có quý vị, khao khát bao năm mãi mong chờ, thật rồi thì cứ ngỡ trong mơ, trong hoa đưa nở một giờ, không bằng một phút đợi chờ cô dâu. Em thon thả như làng tiên nữ, anh ước mình hoàng tử trong mơ. Trải qua năm đợi tháng chờ, xe tơ kéo tóc bây giờ là đây. Và thứ này ban tổ chức tôi xin được trân trọng và kính mời người mẹ, người mẹ chín nắng mười sương, mẹ hãy trang điểm như lúc mẹ còn trẻ để ra đón con dâu của mẹ vào trong phòng đoan. Mẹ ơi, con đã về đây, con cùng anh ấy chung xây gia đình. Và xin một tràng vỗ tay của quý vị để chứng kiến người mẹ sẽ đón con dâu của mẹ vào nhà phòng trong buổi chiều ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể các quý vị, cánh cửa hội hôn hai họ thành phần đều họ quê ta. Hôm nay dâu rể một nhà như hoa hạnh phúc đậm đà lứa đôi, họ nam họ nữ vui, dâu hiền rể thảo đôi bên một nhà. Kính thưa toàn thể các quý vị, 50 phút đã trôi qua, hội hôn cảm tưởng như là một giây. Và rồi tất cả về đây, hai họ ta tạm chia tay nhau về. Chúc quý vị ra về thượng lộ bình an, họ trai họ gái an toàn tươi vui. Chúc cho cô dâu chú rể mãi mãi đẹp đôi như bồ công trắng tung bay ngang trời. Và kính thưa toàn thể các quý vị, chương trình lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Thế Phong cũng như cô dâu Hải Yến trong buổi chiều hôm nay có thể kéo dài đến 00 giờ buổi chiều ngày mai. Nhưng vì điều kiện thời gian không cho phép nên ban tổ chức tôi xin được khép lại buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Thế Phong và cô dâu Hải Yến trong buổi chiều nay. Và sau đây bà xin trân trọng và kính mời cô dâu chú rể hãy trở lại anh cửa vui chơi để tiếp tết cho trọn nghĩa tình. Và sau đây ban tổ chức tôi xin được kính
thân thể quý vị, anh chị và các bạn chúng ta sẽ cuộc sống mạnh khỏe, hạnh phúc, có một năm mới an khang và thịnh vượng. Say đắm giai điệu hạnh phúc, chào cô dâu xinh.